Chúng ta cùng phân tích đề bài câu số 78 ấy, đề bài câu 78 cho anh sau. Hợp chất hữu cơ G mạch hở không phân nhánh có công thức phân tử là C11H16O8 cho 0,1 mol G tác dụng vừa đủ với 0,4 mol NaOH thì thu được 0,2 mol muối X, 0,1 mol muối Y, X nhỏ là Y và 0,2 mol chất hữu cơ Z có khả năng tham gia phản ứng tác dụng với CuH lần tạo ra dung dịch có màu xanh lam. Biết X và Z thì có cùng số nguyên tử carbon. Anh X bằng Y phản ứng với NaOH dư trong CaO khan đun nóng thì đều thu được một chất khí T cho các biểu sau và hỏi là số biểu đúng là. Thì chúng ta có phân tích ở đây. Mình để ý này, anh G này, một mình anh G này, 0,1 mol thì ăn được 0,4 mol NaOH. Thế vậy thì chúng ta cứ thể hiểu một chút như sau này. Tôi phân tích anh này trước nhé. Anh G của chúng ta này, G đây thì có công thức là C11H16, H16, O đây là O8. Thế vậy thì mình sẽ tính được độ bất hòa K của anh G. K anh G sẽ bằng C bằng Hiro max sẽ là 11 nhân 2 cộng 2, 11 nhân 2 là 22, 22 cộng với 2 là 24. 24 trừ đi 16 là 8, 8 chia 2 là 4. Thế vậy thì anh G này sẽ có độ bất hòa K là 4. Và bạn để ý đây, anh này lại có mấy ạ? Có 8 oxy. 8 oxy thì dẫn tới anh này sẽ có 4 liên kết pi COO, 4 liên kết pi COO như này. Ta có tiếp như sau này. Cứ một anh G này đúng không? 0,1 mol G thì tác dụng được với 0,4 mol NaOH thì có nghĩa là ở đây anh G này sẽ tác dụng được với 4 NaOH, tác dụng được với 4 NaOH và thu ra được ở đây sản phẩm này gồm có anh X này, anh Y và anh Z. Anh X này, anh Y này, anh Y và anh Z đúng không? Thì bạn nhìn ở đây, các bạn để ý này, anh G này 0,1 mol, còn anh X đây thì lại là 0,2 mol. Thế vậy X này gấp đôi thằng G, tức là G, một mình anh G này sẽ sinh hai anh X, một anh G sẽ sinh ra hai anh X. Và tương tự như vậy, một anh G sẽ sinh ra một anh Y, bởi vì anh này không một mol, anh này không một mol mà thì sinh ra một anh Y. Còn anh Z này thì một anh G lại thu được 0,1 mol G thì thu được 0,2 mol Z, chứng tỏ rằng cứ một G thì tạo ra 2Z, một G thì tạo ra 2Z, đúng không? Tiếp này, người ta nói một câu rất quan trọng đó là chất hữu cơ Z này có khả năng tác dụng được với CuOH lần tạo ra dung dịch màu xanh lam. Để tạo được cái màu xanh lam này thì chứng tỏ rằng anh Z này nó phải là một chất hữu cơ mà có ít nhất là hai nhóm OH kề nhau thì nó mới có khả năng tác dụng được CuOH lần, đúng không? Màu xanh lam nhé, phải là màu xanh lam các bạn. Thì nó phải là do cái phản ứng ancol đa chức hòa tan CuOH lần nhiệt độ thường tạo ra dung dịch màu xanh lam. Thì để nó có thể hòa tan được CuOH lần thì anh Z này thì C của anh Z này bắt buộc nó phải là lớn hơn bằng 2C. Đúng không? C phải lớn bằng 2. Mà người ta đã nói gì? X và Z lại có cùng số C. Thế vậy thì C của Z lớn bằng 2 thì dẫn tới C của X cũng phải lớn hơn hoặc bằng 2. Đúng không? Mà tổng đây, tổng anh G là 11C thì anh X này là 2 ít nhất 2C, anh Z là ít nhất 2C thì phải 2 nhân 2 là 4 không? 2 nhân 2 là 4 không? 4 cộng 4 là 8. Thế vậy thì anh Y này sẽ phải có số C là nhỏ bằng 3, suy ra C của anh Y nó phải nhỏ hơn hoặc bằng 3. Đúng chưa? Đấy, đấy là những cái dữ kiện cực kỳ quan trọng nhé. Thêm một dữ kiện nữa này. Người ta nói rằng anh X và anh Z này có cùng, xin lỗi, anh Y và anh X và anh Y này tác dụng với NaOH dư, tức là phản ứng photosulfide đấy. Cái muối X này và muối Y này, muối X này và muối Y tác dụng với photosulfide và thu được một chất khí T duy nhất. Thế vậy thì chứng tỏ rằng thì để tạo ra được một muối, để tạo ra được một chất khí T duy nhất này thì anh X đúng không? 2C, thằng này phải 3C thì thằng này sẽ là phải CH3 này, COO này, Na này, đó. Còn anh Y của chúng ta, anh Y của chúng ta thì nó phải có mấy C? Anh Y này thì nó phải có 3C, 3C mà để tạo ra cùng một. Đây, thằng này tham gia vào chúng tôi vô tôi chút nhé. Thì thu được khí đây là khí CH4. Thế vậy như thầy đã từng dạy ở trong cái phần biện luận công thức cấu tạo ấy, thì để sinh CH4 này thì có hai trường hợp sinh CH4, một là muối đơn và hai là muối đôi. Muối đôi thì anh này CH2, CO, Na tất cả hai lần. Tất cả hai lần này. Đấy, thì khi phản ứng vô tôi chút ấy, nó cũng sinh ra được khí là khí CH4. Và anh Z đây, một ancol phải có hai nhóm OH kề nhau thì sẽ hòa tan được CuH lần đúng không? Thế vậy thì anh này sẽ là phải là C2H4OH tất cả hai lần. Sau khi biết được anh X, anh Y, Z rồi thì mình sẽ suy ra công thức cấu tạo của G. Thế vậy thì đây mình sẽ suy ra công thức cấu tạo của cái anh STG thì ta sẽ có anh này sẽ phải là CH3CO và nối với thằng ancol đây là ancol CH4 này. Đó. Anh này sẽ là COO này, CO. Anh này sẽ là CH2 CH2 CO đấy, CO đấy được chưa? Và anh này thì lại nối với ai ạ? Anh này sẽ lại nối với cái thằng C2H4 đúng không? Lại nối thêm bởi vì sinh ra hai thằng ancol CH4 mà đây một CH4 rồi, đây thêm một thằng CH4 nữa. Đấy, thêm một CH4 nữa. Đó. Được chưa? Và cuối cùng sinh ra đây là hai thằng X thì đây một thằng CH3CO COO rồi. Đây sẽ có một thêm một thằng nữa là CH3CO. Đấy. Thì anh này là một ST4 trước nhé, 1 2 3 4 được tạo bởi hai anh axit acetic, một anh axit malonic và hai anh ancol là ancol
ethylene glycol. Ok, đây chính là công thức bằng G. Thế vậy biết X, Y, Z và G rồi thì chúng ta trả lời từng ý một này. Người ta nói thứ nhất là anh G là một hợp chất hữu cơ tạp chức. Anh G là một hợp chất hữu cơ tạp chức là sai. Anh này là một hợp chất hữu cơ đa chức, bởi vì ở đây chỉ có một loại nhóm chức duy nhất thôi, đó là nhóm chức este. Thế nên ý 1 là sai. Ý 2 này, tổng khối lượng của muối X và Y là 31,2. Thì hãy nhớ cho thầy là anh này có số mol nhé. Anh G lại có số mol là 0,1 mol. Thế vậy thì mình sẽ có đây phần muối. Muối gồm có muối gì? Muối thứ nhất là muối C3CO, muối thứ hai này, đây sẽ là CH3COONa. Anh này có số mol là 0,2 mol nhé. Anh này có số mol là 0,2. Và muối thứ hai đó là muối natri malonat CH2COONa đây. Đó. Và anh này chỉ có một thôi, đúng không? Thì 0,1 nhân 1 thì anh này sẽ là 0,1 mol. Em lấy anh này nhân với 82 này, còn anh này em nhân với 148 thì sao? Sẽ là 44 này cộng 23 này nhân 2 này cộng 14 này. Ok, 148 nhân với 148 thì sẽ ra được khối lượng muối đây sẽ bằng 0,2 nhân 82 cộng 0,1 nhân 148 thì ra được 31,2 gam muối. Và đáp án của chúng ta chính xác, tổng khối lượng muối của X và Y đúng là 31,2 thật. Chính xác nhé, ý 2 là đúng rồi em. Ý thứ ba này, khí T là thành phần chính của khí thiên nhiên, chính xác. Thành phần chính của khí thiên nhiên chính là khí CH4 và cả anh X, anh Y này đều tham gia phản ứng vô tơ sút và đều sinh ra hydro carbon đây, đó là anh metan CH4, chính xác. Ý số 3 đúng nhé. Ý số 4 này, X và G đều tham gia phản ứng trắng bạc thì anh X này không trắng bạc và anh G cũng không trắng bạc luôn. Đấy, thế vậy thì X và G tham gia phản ứng bạc là sai. Ý số 5 này, axit hóa X và Y thì thu được các chất hữu cơ có cùng số nguyên tử hydro. Thì anh X đây, anh X này nó là thằng muối và muối này mà bị axit hóa này, muối này mà bị axit hóa thì sẽ tạo đây là CH3COH. Thì đây có số hydro là bằng 4 hydro nhé. Tiếp tục là anh này bị axit hóa thì sẽ tạo ra axit tương ứng là CH2COOH tất cả hai lần đây. Thì này cũng là 4H. Thế vậy thì axit hóa X và Y thì thu được hai axit có cùng số nguyên tử hydro là chính xác, đúng nhé. Thế vậy câu 78 này đáp án đúng. Số phát biểu đúng thì phải là có 3 phát biểu đúng, 2, 3 và 5. Mình chọn là đáp án A.